Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Rất đẳng cấp và sang trọng, nhưng ô tô BMW X2 vẫn thiếu nhiều tiện ích. Xe ô tô BMW X2 2019 được đánh giá là dòng xe thể thao với nhiều tính năng hiện đại, nhưng cũng không tránh khỏi những nhược điểm khiến cho người tiêu dùng băn khoăn. BMW X2 sở hữu vẻ ngoài cá tính và mang nhiều hơi hướng thể thao đặc trưng của BMW, như lưới tản nhiệt kép ở phía trước, phần đầu xe được thiết kế bề rộng tạo cảm giác bệ vệ, cùng hệ thống đèn chiếu sáng full LED rất bắt mắt. Cản trước được làm màu tương phản, tạo sự nổi bật cho mẫu xe này khi nhìn từ phía đầu xe. BMW X2 sở hữu các số đo dài rộng cao tương ứng lần lượt là 4.373, 1.824 và 1.526mm, cùng chiều dài cơ sở 2.670mm. Nếu so sánh với các đối thủ trong cùng phân khúc, BMW X2 có phần bề thế hơn, nhờ rộng hơn, cao hơn và có trục cơ sở dài hơn. Điều này khiến cho BMW X2 trông bề vệ và bắt mắt hơn. Phần đuôi xe có thiết kế khá bổ bính, tạo cảm giác cá tính nhờ vào đèn hậu dạng LED ốp lấy đuôi xe. Thêm vào đó, cản sau đồng màu tương phản với sơn thân xe và bộ ống xả kép cũng mang lại cảm giác thể thao hơn cho BMW X2 khi nhìn từ phía sau. Điểm nổi bật của ô tô BMW X2 ở thiết kế bên ngoài còn thể hiện ở bộ lốp cỡ lớn, sử dụng vành hợp kim đa chấu chữ Y kích thước 20 inch, logo BMW ở cột xe, gương chiếu hậu dạng LED, cốp sau điều khiển điện với nút bấm ở ngay logo BMW. Thêm nữa, cốp sau cũng có cảm biến đá chân, mang lại sự thuận tiện cho khách hàng khi muốn đóng mở khoang hành lý mà hai tay đang bận rộn. Khoang hành lý của BMW X2 cũng lên tới 470 lít, khá rộng rãi. Có thể nói, BMW X2 đã làm tốt trong việc gây ấn tượng thị giác ban đầu với những đường nét mang đậm chất BMW khi về Việt Nam thông qua con đường nhập khẩu. Xe ô tô BMW X2 báo giá lên tới 2,1 tỷ đồng, hơn hẳn các đối thủ trong cùng phân khúc như Audi Q2, Mercedes-Benz GLA 200 khoảng 1,6 tỷ đồng. Chính mức giá hơi chát này nên BMW X2 khó lấy được lòng khách hàng Việt. Nhược điểm nữa của dòng xe này chính là dù thiết kế hiện đại, mạnh mẽ nhưng vẫn thiếu nhiều tiện ích khiến cho khách hàng không hài lòng so với mức giá quá cao như hiện nay. Đặc biệt, BMW X2 lại không có hộp số sàn, gây khó khăn cho người mới lái. Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và thành công.